Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại siêu nồng ha. Lúc nãy thì mình đang ở đây để AFK hết kinh nghiệm thôi. Nhưng mà mình nhớ lại là trong chuyến khám phá bên thế giới kiến Unstable, mình có lấy về được một ít cái khói kim cương đỏ ha. Và theo như số lượng mà kim cương đỏ mình có được thì mình vừa đủ để mình làm ra một cái vật phẩm khá là xịn sò. Tên là Superman logo đó. Và với cái logo này thì mình sẽ chế tạo ra bộ giáp của Superman trong ngày hôm nay luôn á. Nhưng mà ngoài kim cương đỏ ra thì nó còn phải có thêm hai khối Lightning Stone nữa. Oh, Lightning Stone. Lightning Stone. Đây, mệt quá, vẫn còn tưởng đâu hết là phải đi xuống hang đào tiếp á. Là mệt mỏi nữa. Rồi, mình đã có đủ hai khối Lightning Stone luôn á. Mình sẽ đặt hai bên. Và khối kim cương đỏ thì mình sẽ đặt theo chữ T ha. Là mình sẽ làm ra được logo của Superman rồi. Quá là dữ luôn. Cắt vô. Xong. Và theo công thức của bộ giáp Superman thì hình như là sẽ cần... Red gem ha. Red gem. Ok, red gem. Còn luôn nè. Ngoài ra thì hình như cần phải có red fabric là 10 cái. Blue fabric là 12 cái ha. Ok, red fabric 10 cái. Rồi, blue fabric là 12 cái. 1, 2, rồi chia đôi ra. Rồi, có được thêm 2 nguyên vật liệu rồi. Tiếp theo nào. Red standard leather là da đỏ cũng như là vàng ha. Mọi thứ 4 và 3. Vàng là 3 nè. Da là 4. Đó, chuẩn bị. Chúng ta sắp có thêm một bộ giáp siêu anh hùng cực kỳ mạnh rồi. Nhắc tới Superman là biết được sức mạnh cỡ nào đó. Rồi xong, 4 cái da. Vậy là mình đã có đủ nguyên vật liệu để làm ra bộ giáp của siêu anh hùng Superman rồi. Nhưng mà mình lại thiếu tiền. Mình thiếu một chút xíu tiền nè. Mình phải cần có 9.900 lận. Mình có 9.800 thôi. Ây da, lại đi farm rồi. Phải đi. Tiếc thế, thôi không sao, mình sẽ tạm thời cất nguyên vật liệu chế tạo bộ giáp Superman vô ba lô đi. Rồi, mình sẽ dẫn cô bạn gái đi khám phá một hôm nha. Hôm nay là sẽ dẫn bạn gái đi theo, tại vì nếu không có bạn gái hôm nay thì mình sẽ rất khó để khám phá nè. Và chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình trước tiên cần phải làm ra một cái được gọi là Ender Chest ha. Cái rương Ender á. Công thức của nó thì mình cần một mắt của Ender nè. Rồi một chút hắc nhiệm thạch ở xung quanh. Đấy, theo công thức như vậy là làm được một cái rương Ender. Và mình sẽ cất toàn bộ những cái món đồ của mình. Nhưng mà trước khi mình đặt nó xuống thì để mình ép vô cây cúp mình cái dòng mềm mại đi. Siêu touch. Ủa, hình như phiên bản này chưa có dòng mềm mại hết ta. Một căn vậy thôi, mình làm phòng ngừa đi ha. Mình chế tạo 4-5 cái gì đó, mình bỏ vô ba lô cho chắc đi. Tại lỡ ngớ mình đập một phát là xong luôn á. Không có thêm rương Ender để xây cua là chết luôn. Rồi, bột phụy lửa còn cái nè. Mình sẽ làm thêm một cái nữa để dự phòng á. Đây, Ender Chest. Rồi, hai cái là quá là dư rồi. Cất vô ba lô bự luôn. Đó, một cái thì mình sẽ đưa cho bạn gái cầm nha. Đây, bạn gái cầm giùm mình đi. Đó, cho bạn gái cầm trước cái ba lô. Ui, quên. Trả lời. Mình sẽ cất một ít. Cất hết đồ luôn á. Nói chung mình có bao nhiêu đồ là mình phải cho hết vô trong cái rương này luôn á. Một cái để nhà, một cái đưa cho bạn gái cầm nè. Đó. Đúng. Rồi, sau đó thì mình sẽ cần phải có một cái tổ kiến á. À không, cái tổ này là tổ mối chứ. Chết rồi, mình dục cái tổ mối đâu rồi? Oh my god. No. Đâu rồi? Chết rồi. Mất cái tổ mối rồi. No. Mình nhớ là mình để nó đâu đây mà. Trời đất ơi, là hậu đậu gì Lộc ơi. Red End Unstable. Không phải. Ủa mình giục nó đâu ta? Cái gì? Ủa, không được rồi. Giờ mình phải mặc bộ đồ Super Girl. Ủa gì tập mày? Wonder Woman, mình đi tìm một cái tổ mới cái đó. Đợi mình xíu nha. Nó vòng vòng chỗ này chắc cũng có nhiều mà. Ồ, cái này có gì không? Hổm gà mình chưa có lục luôn á. Nên cho mình lục thử coi. Ồ, súng bắn. Súng mực. Trời đất ơi, cái súng kìa. Oh my god.
À cái này bắn ra mấy con mực mà triệu hồi Kraken nè. Chết chết chết. Không được không được. Trời đất ơi. Ai cho ăn thịt bạn gái. Láo tét. Mình phải xiềng xích nó mà lại được. Người dám ăn thịt bạn gái hả? Xích vô cái mỏ nó. Ăn thịt bạn gái là tội lỗi. Cho người trả giá liền. Còn quái vật biển kia. Người phải trả giá đi. Ha ha ha. Chuẩn bị. Ép. Trời. Lấy được điểm nhấn từ bạn gái rồi. Ủa nhưng mà mình đang mặc đồ quên đồ của mình mà ta. Sao mà cua được. Tí tê. À mà quên không quên không đụng được nhà mình có nóc nhà. Quên tầm bậy tầm bạ. Trời ơi. À đây. Ồ ngon. Có được cái ổ mới rồi. Được. Nữa bạn gái ơi xin luôn. Đừng có xuống biển nữa. Mới cứu xong hà. Đi lên bờ giùm. Ui chết. Từ. Đừng để bạn gái cao quá. Bạn gái té cá bẹp chết luôn á. Gái vô bờ giùm đi. Xin luôn. Đừng có xuống biển nữa. Ừ sẵn có mấy con này mình farm luôn nha. Farm nó cũng cho mình token á. Mấy con giùm bài này nó cũng cho mình khá token á. Rồi. Giờ có chắc mình đi về thôi. Trời đất ơi, ngon lành cành đào. Cuối cùng cũng tìm ra được cái ổ mới rồi. Tại vì mình muốn khám phá thế giới mới trong ngày hôm nay á. Hôm trước mình định khám phá nhưng mà mình chợt nhớ ra là mình chưa đủ đồ để mình khám phá. Nên hôm nay mới trở lại nè. Giờ thì chờ đợi cho nó xuất hiện những con mới đi. Mình sẽ về nhà để chuẩn bị thêm nguyên vật liệu. Đi vô nha. Cái nóc nhà thì các bạn đừng để ý nha. Nó chụp chặt một xíu lỗi chụp chặt thôi. Nên nóc nhà nó bị bể á. Ủa bạn gái rồi. Ôi không, bạn gái mình đi lạc rồi. Mình quên mất là mình phải để bạn gái ở nhà bằng cách cho bạn gái cầm kim cương. Cái này có phải bạn gái mình không? Không phải. Trời đất ơi. Ui, chắc bạn gái biết tin mình đi ra ngoài giải cứu bạn gái khác rồi nên giận mình bỏ nhà đi rồi. Đó, ở đây đâu có đâu. Ui, được. Đợt tấn công của zombie xuất hiện tiếp ơi. Không ổn. Ờ, và quên đồ của mình. Còn có một tuyệt chiêu nữa để mình dùng nốt luôn á. Đây, tuyệt chiêu này có thể phát nổ luôn nè. Và đây cũng là nguyên nhân cái nóc nhà mình nổ á. Đây, chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Ui, sao mình dùng không được. Ui, trời. Căng gì. Ôi, dạ. Ui. Từ. Khó. Nổ ghê chưa, nhưng mà không mạnh lắm. Rồi, giờ mình sẽ dùng tuyệt chiêu cuối để mình giết càng nhiều càng tốt ha. Ôi, sao dùng điện chưa có không được. Chết rồi. Đó, được rồi nè. Yes, cộng quá trời tô cạnh luôn. À, mình có được cái miếng này nè. Cái miếng này của Robin hả? Ồ, một siêu anh hùng Robin. Ok. Nhưng mà bạn gái mình đi đâu mất tiêu rồi. Chết không. Thôi, y trời rồi bạn gái mình. Giờ mình không biết tìm kiểu gì luôn á. Thôi, tạm thời thì mình sẽ nhờ một bạn gái khác về giúp mình nha. Tại vì cái này mình phải có bạn gái thì mình mới khám phá được cái thế giới kiến mối này. À không, thế giới mối chứ không phải kiến mối. Đây mình sẽ hái tạm 8 bông hoa đi. Hy vọng là mình sẽ có thể cưa đổ một bạn gái nào đó gần nhà ha. Ủa cái này bạn gái này mình cưa chưa ta? Ủa bạn gái này mình chưa cưa nè, tóc đỏ nè. Khá là giống bạn gái cũ mình luôn á. Ok mình sẽ tạm nha, tạm nhờ bạn này về nhà đi cùng mình. Trời đất ơi, khó tính vậy, 8 bông hoa mà không chịu luôn. Khó tính quá. Mình không có nhiều hoa đâu. 8 bông mà còn không chịu nữa. Hai ghiếc ở đây vòng vòng không còn bông hoa đỏ nữa luôn quá. Khổ chưa, bởi vậy. Ừ hay là mình mặc đồ quên lụ mình. Nên bạn gái không chịu ta. Chắc vậy rồi. Quên nữa. Đâu rồi bạn gái nãy. Ôi trời, bạn gái nãy đâu rồi. Bạn gái nãy đi mất tiêu luôn rồi. À đây, bạn gái nãy đây nè, đây nè. Mình sẽ tạm thời tặng 5 bông đi. Hy vọng là chịu. Nó thấy chưa? Mặc bộ đồ này là thấy đẹp trai là chịu liền. Mặc đồ quên đồ của mình là đâu có chịu. Rồi, giờ thì mình sẽ chạy về thay vì là bay ha. Mình sợ bay, bạn gái theo không kịp á. Đó, mình... Ui, trời, đi bộ thôi. Đi bộ. Đó, đi bộ về nhà. Đấy, bạn gái về liền nè. Thấy chưa? Phải gì mới kịp. Rồi, xong phim. Về nhà. Sau đó thì... Ui! Trời. Ủa, nãy tóc đỏ mà sao vậy? Cái gì?
Trời đất ơi, nhuộm tóc ở đâu vậy? Nãy mới cố gắng thấy tóc đỏ mà xuống nước phết phai màu rồi, thành tóc trắng tóc bạc rồi. Không biết nhuộm ở đâu á. Chết rồi, bữa mốt mình phải đi bán vốn mới được. Nhuộm đi đâu mà tao xuống nước phát nó... Nè nè, thấy chưa? Ảo ma Mikita thì chứ. Rồi, giờ mình sẽ cất mấy cái thứ này vô trước đi. Để mình lấy ra một cái rune Ender ha. Đây mình sẽ... Ủa, đúng không ta? Chết rồi, bạn gái cầm cái rune Ender mình, bạn gái chuồn luôn rồi. Bạn gái ơi là bạn gái mình không có ngọc Ender dùng rồi đó. Ui, bạn gái mình đi đâu nữa rồi? À đây, hết hồn tới đâu đi nữa chứ. Cái này tại mình có khó khăn quá chứ không phải là mình gì đâu nha. Tại mình điều kiện không có nên mình mượn thôi, mình mượn, ít bữa mình trả liền. Mượn. Mình sẽ đặt vô đây. Tại vì bạn gái... Ủa đúng không nhỉ? Ủa tính ra mình đâu cần phải làm đâu ta. Mình cần thêm, cầm thêm một cái là được rồi. Trời đất ơi, suy nghĩ cái gì á. Không mà kệ, mình chuẩn bị còn hơn là không chuẩn bị ha. Kệ, an toàn là trên hết mà. Ủa, tụi mình cất vô đây chứ, cất vô cái rương chứ. Này, cất vô. Cái rương thì không cần cất đâu. Rồi, cái này thì mình sẽ cho bạn gái cầm ha. Đây, bạn gái giữ giùm anh với. Đó, rồi, đi thôi, qua đây thôi. Đi thôi nào, let's go. Con này, ban ngày ban mặt, ngươi định đi đâu? Định đi khám phá nhưng mà để mình giết con này cái nè. Này đi lông nhông. Úi. Ôi chết rồi. Đâu ra bạn gái này nữa vậy? Chết rồi, giờ nhà hai lúc nhà sao ta? Ê đừng có chọn nhau. Hợp lý. Đúng rồi, bây giờ là một bạn gái sẽ theo mình đi khám phá. Một bạn gái sẽ có nhiệm vụ ở nhà giữ nhà. Hợp lý, hợp tình hợp lý rồi nha. Mình công bằng lắm rồi đó. Rồi chiến sau mình sẽ đổi ngược lại. Đổi ca ha. Đây vậy đi. Chứ đi dắt lần leo hai bạn gái là mình hơi bị mệt á. Đâu rồi, một bạn gái ở nhà. Bạn gái này ở nhà đi. Rồi đi, bạn gái kia đi theo mình. Úi. Ôi trời ơi. Ủa sao cầm kim cương mà vẫn đi được vậy? Đi về. Thôi đi thôi nào bạn gái ơi. Đi thôi. Rồi. Đi thôi. Tổ mối đâu? Chưa xuất hiện mối nữa hả? Giờ phải đợi cho những con mối nó xuất hiện cái đã. Thì mình mới đi khám phá được. Rồi, giờ thì đi được rồi nè. Mình có đồ trống trơ rồi đó. Hồi nãy quên là mình cầm cái súng mực. Bớ tay thiệt. Rồi, để coi xuất hiện ở chỗ nào đây nha. Hy vọng là chỗ đẹp đẹp nha. Oh my god. Quá rồi. Bạn gái cho anh mượn cái rương. Đây, ăn vô lẹ. Công việc đầu tiên là ăn trước rồi đó. Đói sắp chết rồi. Và đây chính là thế giới thủy tinh á. Đó. Từ trên này mình nhìn xuống là mình có thể nhìn xuyên lòng đất luôn. Thủy tinh trong suốt hết luôn mà. Nhưng mà chắc mình phải tìm một cái gì đó để cho bạn gái cầm. Để bạn gái ở đây chứ không thôi một hồi bạn gái không về được á. Hoặc là bạn gái bị kẹt ở đây luôn ấy. Tội bạn gái. Đây mặc giáp vô. Rồi xong phê. Giờ thì tìm một cái. Ủa ở đây có sao có mấy con mối vậy ta? Con mối là phải có tổ mối nha. Để mình tìm cái tổ mối cái đó. Ui trời ơi, cái thế giới này nhìn nhức mắt thiệt luôn á. Quá trời nhức mắt rồi. Mình sẽ lưu tạm chỗ này đi. Coi đi thôi nè. Hy vọng qua bên đây thì mình... Ôi trời, kế bên mình có công trình luôn nè. Đây là công trình gì đây nha. Để mình coi. Không biết bạn. Ui những cái thủy tinh. Chết, nó tấn công bạn gái mình. Oh no, mình phải bảo vệ bạn gái. Lao tét. Ai cho cái người đụng vô bạn gái của ta. Đúng rồi, bạn gái chọi cái guốc vô mặt nó. Đúng rồi. Mỗi người một việc. Mình thì đập lòng spawn. Còn bạn gái mình chọi guốc vô mặt mấy con này ha. Quá là hợp lý luôn. Đồng vợ đồng lòng tác biển đông mà. Ui, hung dữ. Hung dữ hả? Ha. Bạn gái mình tính ra chiến đấu hung dữ lắm á. Hung dữ nè. Đúng rồi, bạn gái cover đi. Đúng rồi. Trời ơi, bạn gái mình hơi bị chiến nha. Trời guốc đau lắm á. Không đùa đâu. Rồi, mình gán đập cho hết mấy cái lòng spawn nào. Ôi dạ. Mình chưa đập hết nữa là nó lại xuất hiện thêm mà. Có mấy cái trên cao quá mình không có với tới được. Ui, ở đây đồ cũng cụ bắp à. Thôi, đi bạn gái ơi, bỏ đi. Đi thôi.
Và chắc mình sẽ thay vì mặc bộ giáp xuyên hồn thì mình nghĩ mình nên mặc bộ giáp ui nó có trái táo thủy tinh à. Ồ, ui trời trời ơi, bạn gái mình mất máu quá nhiều quá. Ôi no, bạn gái mình còn có 35 máu thôi. Không biết có chiến đấu tiếp nổi hay không nữa. Ây da, căng thẳng vậy. Chắc mình phải suy nghĩ lại cái việc cho bạn gái ở ở yên một chỗ quá, chứ không thôi bạn gái mất máu chết đấy. Ây, nguy hiểm quá. Rồi, ui sao ở đây có nhiều mối quá hả? À? Mà không thấy cái tổ mối đâu hết. Này quá trời mấy con mối luôn. Để mình khám phá một xíu đi rồi mà về. Chứ mới qua đây mà về thì nhục lắm. Lỡ qua đây rồi mình sẽ mặc bộ giáp của xuyên hùng. Thôi mặc cái giáp này đi. Mệt quá. Mặc cái giáp kia nó mất công gỡ ra gỡ vô phiền lắm. Rồi qua đây qua đây. Ồ ồ ồ ồ ồ. Cái này là chỗ gì đây? Nhìn khá là lạ nha. Có làm spawn nhưng mà không có rương. À có rương có rương có rương. Đây. Ui mấy con ma. Trời đất ơi, nó xuất hiện từ bên kia qua tới bên đây luôn hả? Ma ơi là ma. Con chuột này. Con ma này đi ra. Ồ ma bên thế giới này nó cũng đồ khá giả hơn bên kia ha. Nó cho mình cái cúp thủy tinh nè. Mấy cái này thì mình hoàn toàn có thể là chế tạo được từ những cái ấy ha. Nhưng mà hình như cái khả năng đào của nó thì nó khá là cùi bắp nè, thấy chưa? Mình đào cái này thôi mà cũng lâu nữa. Mình lấy cái cúp mình đào nó cũng lâu. Không, chắc đào đào không đúng á. Nè nè nè, như khối này nè, mình đào bằng cúp mình nhanh nè, đào bằng cúp này nè, thấy chưa? Nó chậm chậm hơn một xíu á. Thôi, mình sẽ không lấy nó đâu. Nó cho mình à, nó có thịt mấy con công nè. Đó, hôm nay mình đổi bữa đi, mình ăn táo thủy tinh kèm theo là thịt công á, thịt mấy con công á. Được được được, hợp lý á. Bạn gái ăn không? Cho bạn gái ăn nè. Ui, cho bạn gái ăn, bạn gái hồi phun máu hả? Trời ơi, biết gì mình đem theo bò bít tết được rồi là cho bạn gái ăn hồi phục. Trời ơi, dở rồi Lộc ơi. Rút kinh nghiệm lần sau lỡ có khám phá thì mình sẽ mang theo mấy stack bò bít tết cho bạn gái ăn ha. Để mà bạn gái đói rồi mất máu tùm lum nữa. Còn phía trước là công trình của những cái tròn tròn đó cơ. Để mình lấy cung mình bắn đó. Dạ, lao 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 tét lao tét nè. Đập vô mặt, đập vô mặt, đập vô mặt bạn gái. Chọi cuốc, chọi guốc vô mặt nó đi. Đúng rồi, chia ra mà làm việc. Mình sẽ đập mấy cái lồng ở đây. Này thì đẻ trứng, không cho đẻ trứng. Mình trèo lên mình đập mới được. Này thì đẻ đẻ nè. Ui ui ui. No no no. Bạn gái hồi phục lại. Con nào mà tấn công bạn gái mình đâu vậy? Có một cái con nào đó nó đang tấn công bạn gái mình. Nó tàn hình. Rồi nó chết rồi, nó chết rồi. Mình nghe leng keng à. Trời đất ơi, nó quýnh bạn gái mình lên bờ xuống ruộng luôn. Khốn kiếp thiệt. Nó chơi điếm quá, nó tàn hình. Thành thử ra mình không thấy để bảo vệ bạn gái kịp. Chút nữa thì toang rồi. Rồi, trên đây thì có mấy quả trứng triệu hồi ra cái con đó luôn ha. Thủy, cái gì ta? Crystal Energy. Ồ, để làm cái đuốc hả? À? Thôi thôi, không cần đâu. Ui, bò bên đây cũng là bò trong suốt luôn. What the heck? Nè, con bò mà mình nhìn xuyên được luôn nè. Đây là giống bò đặc biệt nha. Hình như giết bò, em bò này mình sẽ được táo. Cái táo này hay sao nè? Ồ, đúng rồi. Ui, siêu riêng bò nha. Anh test thôi chứ anh không cố ý đâu. Anh thử thôi. Nè, có táo nè, bạn gái ăn táo không? Ồ, bạn gái hình như ăn táo luôn. Trời ơi. Vậy anh xin lỗi, anh phải giết thêm một vài em nữa rồi. Tại vì bạn gái ăn được táo thì tin nên mình sẽ farm để cho bạn gái ăn á. Mình thì không cần đâu. Mình thì thoải mái lắm, chỉ cần bạn gái mình no bụng là được rồi. Ồ. Trời bắt đầu sập tối á, mình quên đem theo hai cái giường để mình với bạn gái qua đêm nữa. Chứ để môi trời tối thui quái nó sẽ hiện nhiều mệt nữa. Rồi vứt mấy thứ lặt vặt đi. Này vứt đi. Táo để dành. Ồ bạn gái có ăn táo không? Ăn luôn, trời đất ơi, bạn gái ăn đủ thứ hết á. Mình cũng phải ăn nữa. Trời tối à, và nhìn phía dưới lòng đất thì mình sẽ thấy được những cái công trình khá là nhiều luôn ha. Đủ loại công trình luôn. Nó rất cực kỳ rộng luôn á. Nhưng mà đang dưới mình thấy xa quá. Mình khám phá trên trước đi ha, rồi sau đó mới thử đào xuống dưới lòng đất coi coi những cái rương phía dưới nó có đồ xịn hay không.
Giờ trước mắt là phải đi khám phá trên trước đã. Kìa, buổi tối thì nó sẽ xuất hiện thêm những con quái vật thủy tinh mới. Đây bạn gái, qua đây chiến đấu chung anh nè. À mấy con này, mấy con này thì nó sẽ rơi ra táo thủy tinh á. Ồ, gì đâu, thôi em bò, bây giờ anh không hành hạ em nữa, anh sẽ chuyển sang hành hạ mấy con này. Người sẽ là nguồn cung cấp táo cho ta và bạn gái. Ui, thỉnh thoảng thôi, đúng rồi, chọi guốc vô mặt nó, bạn gái, đúng rồi. Chọi nó, cố lên. Chọi guốc vô mặt nó đi. Chọi đi, đúng rồi. Hay lắm, đó, mình và bạn gái kết hợp hơi bị ăn ý nha. Ủa, ngoài con đó ra còn con quái vật thủy tinh nào khác không? Mình nghĩ nếu mà muốn có thêm quái vật thì chắc phải xuống công trình ở dưới lòng đất á. Được, giờ thì mình sẽ dùng cây cúp này để đào xuống dưới ha. Sẵn tiện dẫn bạn gái đi theo luôn. Đó, xuống dưới thì mình... bạn gái đi coi chừng nha. Có ô à mà hai. Mình với bạn gái ở chung nên cũng hơi chật á. Kìa, ở dưới có cái rương luôn kìa. Quá trời rương luôn. Cái này tính ra cũng dễ lướt đồ nha. Nó trong suốt. Ôi. Đây rồi, đường xuống nè. Mình quá, tưng đâu không có đường xuống chứ. Rồi, bạn gái xuống được chưa? Ok. Bạn gái đâu rồi? Bạn gái không xuống hả? Không xuống đi mình luôn, cho bạn gái ăn chảnh luôn. À đây rồi, bạn gái gớt xuống rồi nè. Thiệt tình bạn gái, lì quá. Coi trong đây có đồ gì? Nó có những cái gỗ thủy tinh. Quá là cùi bắp luôn. Kỳ đó, cây giấy mà đây hơi tối nha. Biết vậy nãy mình nhặt theo cây đuốc là được rồi, cho nó sáng xí. Quên mất trong đây toàn gỗ gì ta. Mình đâu cần gỗ làm gì đâu. Cho tôi đồ xịn đi, còn không có quái nữa. Vừa không có gỗ mà vừa không... vừa không có đuốc mà vừa không có quái nữa. Kỳ vậy. Trời ơi, cái mê cung này đi đến vô cực luôn á. Mình không thể nào đi hết mê cung này đâu. Mê cung này vô tận rồi. Mà nó toàn gỗ không à. Ui, có chuột nữa. Con chuột nè. Bạn gái ăn thịt chuột không? Ôi trời, bạn gái ăn thịt chuột luôn. Quá dữ. Mới muốn bắt chuột mới được. Trời đất ơi. Không có gì luôn á. Đồ cơ bắp mà quái còn không có để cho mình với bạn gái tập luyện cơ bắp mà. Thôi đi lên thôi. Quá thất vọng. Quá hụt hẫng. Quên. Mình có bộ giáp siêu anh hùng này mà cần gì mình phải đào ta. Thiệt tình luôn, mình nhớ là mình có đem theo mà. Thiệt tình, lúc đó lại không nghĩ ra. Đây là lúc bộ giáp Vision thể hiện sức mạnh. Trời ơi, mặc vô nó sáng hẳn liền nè. Gì mà nãy giờ không chịu mặc? Lo mà mặc giáp nữ hoàng. Quá dở. Rồi, và ví dụ muốn chán không muốn khám phá thì mình chỉ cần nhẹ nhàng tình cảm. Đi lên ơi. Úi xời ơi. Easy game liền. Rồi, giờ đi thôi bạn gái ơi. Chạy mấy con kia đi, mặc kệ nó. Bạn gái đâu rồi? Bạn gái có tay le theo kịp không vậy? Mình phải đi bộ nha, mình bay là bạn gái tay le theo không kịp á. Lúc đầu mình tưởng ở đây nhiều quái lắm, mà qua đây mình thấy nó cũng không nhiều quá hết trơn á. Có mấy con à. Ôi, quá buồn, tìm tao mới đi về giận rồi. Gì đâu mà qua đây không cho nhiều đồ trơn. Lút cái đống rương, không có cái rương nào cho được VIP hết á. Qua đây chắc là để dành ngắm mấy cái pha lê với mấy cái thủy tinh bên đây quá. Mình nghi lắm luôn á. Thôi đi về đi ha. Mình sẽ tìm cái tổ mới rồi mình dắt bạn gái đi về ta. Đây rồi, mình đã đủ tiền rồi. Mình đã farm đủ tiền để làm ra một bộ giáp siêu anh hùng rồi. Giờ chúng ta cùng nhau chế tạo thôi. Không phải mặc bộ giáp siêu anh hùng cũ này nữa. Đồ mình để vô ba lô này. Đây rồi, đôi giày. Và cùng nhau chế tạo ra bộ giáp của siêu anh hùng Superman thôi nào. Bộ giáp này thì khá là xịn sò nha. Có phiên bản VIP không? Trời ơi, quá trời phiên bản luôn nè. Phiên bản Superman màu đen thui. Thôi, Superman này hình như nhìn nó đậm hơn à. Wow. Nhưng mà cái này hình như nó mắc hơn hay sao á. A few moments later. Không cho thôi, làm bộ này cũng được, cho làm bộ này không? Ấy, bộ này thì cho. Xu thiệt luôn, một kia đẹp không cho người ta làm bộ này. Thôi kệ đi.
Dù sao nó cũng là bộ đồ của Superman nha. Và Superman thì lần này mình sẽ khác Wonder Woman á. Đấy, bây giờ muối nào muối nấy gõ chứ kìa. Cục 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 cái bắp chuột kìa. Con chuột mình to hẳn nha. Chuột mình hơi bị to, tay to, tay to. Và giống như bộ giáp của Thor á, bộ giáp Superman thì không có phần nón nè. Nó chỉ có áo, quần và ủng thôi, chứ không có nón ha. Đấy là một cái điểm đặc biệt ha. Rồi những bộ giáp cũ thì chắc mình sẽ treo lên đây đi để cho nó gọn thôi đồ. Treo lên. Cái gì mà nó đụng 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 ở bên ngoài vậy? Tên nào định đập nhà tôi à? Wow á, hôm nay Superman hơi quạo. Đâu? Ui sao Superman không bay được? Ủa chết 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 chết. Tự nhiên Superman mà đội tóc dài là sao? Ok. Superman. Mày là Superman đâu phải Supergirl đâu mà tóc dài. Đây rồi. Tên nào đập phá nhà? Khai mèo. Dám đập phá nhà. Rồi, và review qua Superman thì là một cái siêu anh hùng. Đấy, trước mắt là mình bay là thấy khác những siêu anh hùng kia đúng không? Thường thường mấy siêu anh hùng kia là bay là hai tay đưa ra sau, còn Superman thì một tay đưa ra trước ha. Nhìn rất là ngầu luôn. Và đặc biệt hơn thì Superman thì mình còn có thể là đóng băng kẻ địch nha. Mình sẽ nháy hàng đầu tiên kỹ năng đóng băng trước đây, để mình tìm kẻ địch trước. Ôi, kẻ địch tốn hết rồi. Ok, mình đang định review sức mạnh mà cái địch trốn hết rồi, sao mà review được. Hay, chắc là ý trời rồi em bò ơi. Anh cũng muốn test tin mấy con khác lắm nhưng mà có em đây anh test luôn. Đó chính là hơi thở băng ha. Đó. Đóng băng em bò trong một chút xíu à. Và đất nè, đất nó cũng biến thành băng luôn ha, rồi sau đó nó sẽ tan mất tiêu. Nhưng mà kỹ năng này thì nó sẽ không có đóng băng được lâu ấy. Khá là tiếc ha. Phải cái này mà đóng băng được lâu lâu một xíu thì sẽ là một kỹ năng rất là hữu ích luôn á. Rồi, thứ hai là cái kỹ năng có thể là thiêu cháy được kẻ địch luôn nè. Mình sẽ tấn công cái con mà lúc trước nó đánh đấm để cho mình bị xây xăm mắt mài trong công trình, các bạn có nhớ không? Là nó đó. Đó, mình sẽ dùng. Đó. Nó cũng đánh đấm nhưng mà lần này mình mặc giáp của Superman nên mình không có bị xây xăm mắt mài giống như lúc trước nữa. Tính ra bộ giáp này khắc chế cái con bọ đánh đấm kia luôn. Mình sẽ trưởng bằng con mắt ha. Mắt mình sẽ tấn công rất là dữ luôn. Và đánh thường của Superman thì hơi bị mạnh luôn nha. Đấy, mình giết cái con manh tích này trong tích tắc luôn. Quá dữ, quá dữ. Rồi, đó là sơ qua hai kỹ năng đầu tiên. Giờ tới kỹ năng thứ ba. Chưa, để mình gờ thử coi. Kỹ năng này khá là giống của Vision á. Cái tên đi gan luôn. Nhưng mà mình không biết dùng cái gì á. Không biết luôn. Nó tên là Telescopic Vision. Nhưng mà mình không ấy được. Và kỹ năng thứ tư là Sonic Punch nè. Để mình đấm một phát coi chết con này nó không nha. Trời trời trời. Đấm một phát chết queo con không luôn. Chết rồi. Sonic Punch khá là mạnh ha. Quá dữ. Em bò thì chắc chắn là chịu không nổi rồi. Trời, mình đấm một em mà chết cả đàn luôn rồi. What the heck. Ôi no, mình định đấm một em đó mà. Em này hên lắm nha. Em phước lớn, bạn lớn lắm á. Mình đấm nguyên một đàn chết queo luôn. Sonic Punch rất là mạnh. Rồi, tới kỹ năng X-Ray nè. Mình bật lên thử. Ui, thì ghê vậy. Điện thui thù lùi rồi, X-Ray kiểu gì vậy? Có nhìn xuyên tường được không? À, nhìn xuyên tường được nè. Ồ, giúp mình phát hiện cái địch ha. Nhưng mà nó như vậy thì khó nhìn quá. Đêm thui thù lùi luôn. Ban đêm nữa là thôi nên là chẳng thấy đường luôn á. Rồi đến kỹ năng tiếp theo nào. Kỹ năng thứ mấy mình cũng quên mất rồi. Ôi kỹ năng này. Nó tên gì ta? Heightened Perception. Bật lên. Ôi nó đang hồi mất tiêu rồi. Nice. Thôi và kỹ năng cuối cùng đi ha. Kỹ năng chữ H đó mình cũng không biết nó công dụng là gì nữa. Rồi, giờ tới kỹ năng cuối cùng đi ha. Super Flare. Ooh. What the hell. Mình làm một phát một chết. Chết em bỏ cái bên nhưng mà sao em này không bị sao vậy? Chị ông nâu nâu nãy còn chết mà. Hình như là những cái con nào mà nó ở ngang tầm mình là nó sẽ bị trúng đòn này hết luôn á.
quá dữ luôn. Như vậy thì Superman có hai kỹ năng mình thấy cực kỳ mạnh. Thứ nhất là Sonic Punch, có thể đấm một lần rất là nhiều cái địch nhận sát thương á. Và kỹ năng chiêu cuối Super Flare cũng rất là khỏe luôn, có thể đốt cháy cái địch luôn. Quá dữ. Ngoài ra thì mình còn có thể sử dụng thêm khả năng đóng băng để làm chậm mấy cái địch rồi sau đó tấn công cho nó dễ hơn á. Quá hợp lý cho một bộ giáp siêu anh hùng. Đã vậy mình còn được bay lượn thoải mái nữa. Để hôm sau thì mình sẽ có cái một màn thí nghiệm đối với bộ giáp siêu anh hùng Superman này ha. Và nói chung chuyến khám phá của mình và bạn gái ở bên thế giới con mối thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Chủ yếu mang về mấy cái trái táo thủy tinh hơi hiếm hiếm này thôi à. Ngoài ra cũng chẳng được món đồ gì xịn khác. Đã vậy còn tốn công bạn gái phải chiến đấu để hợp sức với mình nữa. Nói chung thì thế giới đó mình đánh giá là 3 trên 10 điểm đi. Thế giới quá là cù mía luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá không được may mắn ngày hôm nay ha. Nhưng mà bù lại thì mình đã có được một bộ giáp khá là mạnh của một siêu anh hùng, cực kỳ mạnh luôn ha. Rồi, mong rằng mình sẽ sớm sử dụng bộ giáp này để khám phá ở nhiều thế giới hơn. Và chắc chắn mình sẽ thực hiện cái thí nghiệm đó gần thôi. Tiết lộ tới vậy thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.